Sự thật xung quanh lời khai của Y e Quynh Bi trước tòa hình sự Thái Lan. Sau khi tòa hình sự Thái Lan đã xét xử Y e Quynh theo yêu cầu dẫn độ của nhà nước Việt Nam vào ngày 30 tháng 8 năm bốn, tổ chức phản động Ủy ban cứu người vượt biển, các trang đài báo BBC, VOA, tiếng Việt, RFI đồng loạt đưa tin về nội dung phiên tòa, tuyên truyền cho luận điệu bao biện, dối trá của Y e Quynh như: Tôi chắc chắn sẽ chết, chính quyền Việt Nam sẽ hành hạ tôi đến chết. Tôi không điều hành hay chủ mưu vụ khủng bố ở Đắk Lắk, không quen biết những đối tượng tham gia vụ khủng bố ở Đắk Lắk, tổ chức người thượng vì công lý hoạt động trên quyền tự do của người dân để thực hiện các hoạt động ôn hòa. Tuy nhiên, trên thực tế, những điều Y Quynh Bờ Đáp khẳng định đều là những lời ngụy biện, vu cáo nhà nước Việt Nam ảo tưởng tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Thứ nhất, không có chuyện Việt Nam ngược đãi, hãm hại tù nhân như khẳng định của Y Quynh Bờ Đáp tại phiên tòa. Đây có lẽ là luận điệu mà không chỉ Y Quynh Bờ Đáp mà số đối tượng chống phá Việt Nam tung ra để xuyên tạc ngăn cản việc dẫn độ kẻ khủng bố Y Quỳnh Đáp đang trốn tránh ở Thái Lan và tìm cách đào tẩu sang nước thứ ba. Thực tế, Việt Nam đã có cam kết 08 điểm trước Nhà nước và Tòa án Thái Lan về việc giam giữ Y Quỳnh Đáp. Việt Nam đã tham gia ký kết đầy đủ các văn bản quốc tế về chống tra tấn và hiện thực hóa điều này trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, cũng như Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Bên cạnh đó, theo thông tin từ phiên tòa công khai vụ khủng bố, ngày 11 tháng 6, 2023 tại Đắk Lắk cho thấy 100% bị cáo bị kết án có mặt tại Việt Nam không có khiếu nại hay có bất kỳ tố cáo nào về việc bị tra tấn. 100% bị cáo bị kết án có mặt tại Việt Nam không có kháng cáo, kháng nghị về bản án, thừa nhận hành vi phạm tội. Điều đó góp phần đảm bảo rằng khi bị dẫn độ về Việt Nam, Y e Quynh sẽ được xét xử một cách công khai, minh bạch. Việt Nam hoàn toàn có thể đảm bảo về điều kiện giam giữ của Y e Quynh các nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế được phép thăm gặp khi có yêu cầu để tiếp xúc với Equin Bedap. Qua đó có thể xác nhận tình trạng sức khỏe của Equin Bedap. Thứ hai, việc Equin Bedap khẳng định không điều hành hay chủ mưu vụ khủng bố ở Đắk Lắk, không quen biết những đối tượng tham gia vụ khủng bố ở Đắk Lắk là sự dối trá, rũ bỏ hành vi phạm tội trắng trợn. Thực tế là có ít nhất không 5 người trong vụ án này biết rõ Equin Bedap, khai nhận Equin Bedap là người chỉ đạo, hướng dẫn, xúi dục số trực tiếp thực hiện vụ tấn công ngày 11 tháng 6. 1. Ikram đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố 11 tháng 06, 2023, khai nhận. Năm 2017, Y e Quynh giao cho tôi đi tuyên truyền khắp nơi để tổ chức trại lính. Tôi chuẩn bị không hai khẩu súng hơi với 1,2 kg thuốc nổ. Ibabia e Babia, đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố 11 tháng 6, 2023, khai nhận Y e Quynh nói quay video hoặc là chụp ảnh gửi cho Y e Quynh, quay anh em trong tròi giấy tập hợp. Quynh nói quay để gửi cho quốc tế biết. Và, ngoài ra, Y e Quynh đã nhắn tin cho Ibabia e một đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố, trong đó có các hình ảnh về lực lượng khủng bố tập trung trong tròi giấy được Ibabia gửi cho Iguin e trước ngày tấn công. Những dẫn chứng này có thể khẳng định, Iguin e Bedap không những chỉ đạo, xúi dục số đối tượng tiến hành vụ tấn công, xúi dục họ thực hiện hành vi khủng bố. Iguin e Bedap còn hướng dẫn họ cách gửi hình ảnh ra cho bên ngoài để được hỗ trợ khi bị Việt Nam bắt, xử lý. Thứ ba, tổ chức người thượng vì công lý do Iguin e Bedap cầm đầu có hoạt động ôn hòa không? Thực tế, Bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử vụ án khủng bố ngày 11 tháng 6 thể hiện rõ không hai tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng và người thượng vì công lý đã chỉ đạo tổ chức vụ tấn công khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hoạt động của nhóm đối tượng khi xông vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đã đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá Ủy ban Nhân dân xã. Trên đường di chuyển, chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã. Nhận chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi nạn nhân khẳng định hành vi khủng bố rất man rợ, tàn bạo. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với tuyên bố từ đáp e. rằng, nhóm người thượng vì công lý hoạt động trên quyền tự do của người dân để thực hiện các hoạt động ôn hòa. Một vài dẫn chứng trên cho thấy Yquin Badab cũng như đài báo nước ngoài, một số tổ chức phản động lưu vọng đang ra sức xuyên tạc vụ án khủng bố man dợ ở địa bàn Đắk Lắk, phủ nhận vai trò chỉ đạo, giật dây của số cá nhân, tổ chức phản động lưu vong bên ngoài, hòng trốn tránh bị dẫn độ, bị dẫn giải về Việt Nam thực thi pháp luật. Bởi chúng thấy rõ, sau Yquin đáp sẽ còn một số đối tượng phản động đứng sau vụ khủng bố đang trốn tránh ở Mỹ. Với quan hệ ngoại giao, pháp lý ngàng được tăng cường giữa Việt Nam và các nước, trong đó có thái lan và hoa kỳ thì cái ngày chúng đền tội khó tránh khỏi